Quý vị có để ý là vì thí dụ như không cần phải biết nhiều về âm nhạc hay là gì, những người dân bình thường sinh ra ở vùng sông nước chỉ cần nghe một người hát như vậy, cái tới cái nhịp là vô khoan vô hoài, cái kéo một cái để cùng nhau đi làm một cái động tác lao động nó được đồng nhất hơn. Và đó chính là lý do vì sao mà những cái điệu hò nó ra từ những cái việc mà trong những cái động tác lao động nó làm như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những điệu hò của Nam Bộ. Thưa thầy, thầy có nói rằng là điệu hò Nam Bộ thì nó gắn liền với những cái tiếng ru của Nam Bộ phải không thưa thầy? Bởi vì tiếng hò, trong tiếng hò nó luôn luôn là nó có câu kể và câu xô. Câu kể là một cái người hát một người thôi, rồi câu xô là cả cái đoàn làm việc hát theo. Nhưng mà cái hát theo có phần nhiều dễ lắm, có thể như cái là hơ cái này hơ cái này, biết đâu mà chờ hồ chỉ vậy thôi. Nhưng mà ở Bến Tre đó, nó có một cái câu điệu hò nó gọi là hò bản đờn, thì thành ra cái người hát xô không phải là chỉ làm hô 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 vậy, mà để làm ra một cái bản đờn để mà hòa theo cái câu hò. Mà bây giờ nếu tôi hò câu kể thì là tôi đâu có làm sao hòa được cái câu bản đờn. Thành bây giờ chắc có lẽ phải nhờ quý vị làm câu xô, là làm bản đờn. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị hát câu xô đi, rồi sau tôi hò câu kể, rồi quý vị hát câu xô trả lời với chúng tôi. Quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý không? Dạ. Cảm ơn quý vị. Cái bản đờn nó có hai bản đờn, nhưng mà thôi lấy một bản dễ đi. Thì quý vị hát hò hò sang, hò sang xê liu. Hò hò sang, hò sang xê liu. Liu xê sang, sang xê hò. Sang xê hò là hò sự sang, hò sự sang. Hay quá, làm ra đúng được rồi. Bây giờ tôi xin bắt đầu câu hò bằng câu kể. Thì hãy tôi dứt câu cò rồi, dứt câu hò rồi thì quý chị đó hò sự sang liền. Hò cất lên một tiếng quan yêu dân chuộng, trước kính thăm ông chủ ruộng đặng chữ Thái Bình. Sao thăm anh em chúng mình được yên vui. Hò sự sang, hò sang xê liêu. Liêu xê sang, hò sang xê liêu. Sang, là sang xê liêu. Liêu một hồi, sang. Sự sang là sang xê liêu. Gió đưa trăng là trăng đưa gió, anh thương nàng là nàng thương lại. Cất một đôi lâm em đừng có ngại, để anh đem em về kết ngải lương duyên. Họ sự sang là sang xê liêu. Thưa thầy, như vậy thì nếu như mà những cái điệu hò nó, cho dù nó có thể khác biệt nhau ở một chút ở những cái vùng miền, nhưng chung quy nó đều phần lớn là đều xuất phát từ những cái hoạt động lao động của người dân trong cuộc sống bình thường, thì điệu lý thì như thế nào thưa thầy? Cái điệu lý là một cái điệu hát theo cũng là hai câu thơ Lục Bát và Lục Bát Biến Thể, nhưng mà cái điệu lý đó nó thêm chữ thêm này kia, nó làm thành ra một cái bài hoàn chỉnh, có đầu có đuôi, mà hát không phải trong lúc làm việc mà trong lúc nghỉ ngơi giữa hai cái bữa làm việc. Thì khi nào mà ngồi hò xong rồi tới chừng mà mặt trời nó lên được hai sào thì trong đó ngồi nghỉ lại, nó ăn miếng xôi, uống miếng nước trà, cầm phe phẩy, thì chừng đó mới bắt đầu lý. Mà lý đó toàn là những cái chuyện, những cái bài trữ tình, nói chuyện về tình cảm. Cho nên lý đó có cả ba miền đều có lý hết. Lý miền Bắc cũng có, lý miền Trung cũng có, lý miền Nam cũng có. Mà vì lý đó thì cũng miền Trung với miền Nam nhiều hơn. Chứ còn về đối ca nam nữ, về hát ví đó thì ở miền Bắc nhiều hơn.
thầy có thể cho một cái ví dụ nào đó, cùng một cái câu lục bát thôi, hoặc cùng một ý thôi, nhưng cả ba miền đều có được những cái điệu lý vô cùng khác biệt không thưa thầy? À, cái đó thì có thể là một cái bài lý quân sáu thì có ba miền rồi là khác nhau hết. Ở miền Trung thì lý quân sáu hát như cái bài lý học trò. À, thầy có thể đọc cái câu lục bát gốc được không thưa thầy? À, ai đem con sáu sang sông, cho nên con sáu sổ lòng bay xa. Thì cái câu đó là câu hát có cả ba miền mà giáo sư Lý Văn Hảo đã tìm ra hết thảy 17 cách hát con sáu khác nhau. Thì nói thưa quý vị, có gì hôm nay bắt đầu tiếp cận với những dân ca Việt Nam thì thấy dân ca Việt Nam cũng vui, cũng có tiết tấu, cũng sinh động, cũng có thể làm cho mình cười được, chứ không phải ê a mà không phải lề mề mà không phải có cái gì mà buồn thảm quá. Thì hôm nay là cũng bắt đầu không biết mấy cháu đó hát bài miền Bắc rồi hát cái bài lý nào. Dạ thưa, với miền Bắc chúng ta sẽ cùng thưởng thức điệu lý cây đa với phần biểu diễn của nhóm Phù Sa. Trăng rằm rằm tôi lý ôi à cây đa.